Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào có thể trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thì được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương, với các chúng bí xô vây quanh trước sau, đang tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, và ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức của Đại Bồ Tát này. Đó là công đức chân tịnh của sự an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, như ta ngày nay ngự giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho mọi người, tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán các Đại Bồ Tát, như Đại Bồ Tát Bảo Tràng vân vân và các Đại Bồ Tát, với danh tự dòng họ sắc tướng công đức đang trụ vào bát nhã ba la mật đa sâu xa tịnh tu phạm hạnh, ở cõi Phật bất động. Đó là công đức chân tịnh của sự an trú bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vô lượng vô số vô biên thế giới hiện tại trong mười phương tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng. Ở đó cũng có các Đại Bồ Tát tịnh tu phạm hạnh không lìa bát nhã ba la mật đa. Các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia đều ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của Đại Bồ Tát kia. Đó gọi là công đức chân tịnh không lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, đều ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của tất cả chúng Đại Bồ Tát sao? Phật dạy: Chẳng phải vậy. Chẳng phải khi các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, đều ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của tất cả chúng Đại Bồ Tát. Thiện hiện nên biết, có Đại Bồ Tát đã được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thực hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa. Đại Bồ Tát này được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị đó. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có chúng Đại Bồ Tát nào chưa được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà được Như Lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, mà tự nhiên ở giữa chúng hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của đại chúng không? Phật dạy: Cũng có. Nghĩa là có chúng Đại Bồ Tát tuy chưa được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng tu học phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, thì Đại Bồ Tát này cũng được đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người được nói đến đó là Đại Bồ Tát nào? Phật bảo thiện hiện: Có các chúng Đại Bồ Tát khi theo Phật bất động làm Bồ Tát để học theo sự tu và sự thực hành tu hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát này tuy chưa được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng được Như Lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa chúng. Lại có chúng Đại Bồ Tát theo Đại Bồ Tát Bảo Tràng vân vân để học theo sự tu, sự thực hành tu hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, các Đại Bồ Tát này tuy chưa được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng được Như Lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa ngay nơi tánh vô sanh của tất cả pháp, tuy rất tin hiểu nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, tuy rất tin hiểu tánh của tất cả pháp hoàn toàn vắng lặng nhưng chưa được nhập vào địa vị bất thối chuyển, nhưng Đại Bồ Tát này đã trụ phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, nên cũng được Như Lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng, tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng,
Tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng. Thì Đại Bồ Tát này vượt qua địa vị của các thanh văn độc giác, gần được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này tu hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa chắc chắn sẽ an trụ địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào nghe thuyết về nghĩa thú của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hết lòng tin hiểu, không nghi ngờ, không hoang mang, chỉ nghĩ nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như Phật đã dạy, tất nhiên quyết định không điên đảo. Đại Bồ Tát này nên nghĩ, ta đối với nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa hết lòng tin hiểu, chắc chắn rồi. Ngay nơi đây hoặc ở chỗ Như Lai ứng chánh đẳng giác bất động, và chỗ các Đại Bồ Tát nghe tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với nghĩa thú sâu xa hết lòng tin hiểu rồi siêng năng tu phạm hạnh, sẽ được địa vị bất thối chuyển, trụ địa vị này rồi mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, còn được vô biên công đức lợi ích thủ thắng, huống là hết lòng tin hiểu và tu hành đúng như lời dạy, buộc niệm tư duy về nghĩa thú sâu xa, thì Đại Bồ Tát này an trụ chân như gần trí nhất thiết, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sẽ tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp nào lìa chân như thì không đắc được, vậy thì nói pháp nào an trụ chân như? Lại nói ai là người có thể gần trí nhất thiết, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Người nào sẽ vì người nào và thuyết